Đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay 21 tháng 10, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ combo và mật mã của 11 dự án. Và dự án đầu tiên sẽ là MemeFi. Và mật mã của ngày hôm nay sẽ là 13324. Thì tùy từng level các bạn sẽ chia cái vị trí của nó khác nhau nhé. Như cái con này của mình đang level 21 thì số 1 nó sẽ ở trên đỉnh đầu này, số 2 là ở chỗ miệng, số 3 là ở cái vùng bụng này và số 4 là ở vùng chân. Bây giờ thì mình sẽ thao tác 13324. 13324. Như vậy là mình đã nhận được là 1.500.000 xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Tomato. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục tag ở đây. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ kéo lên để xem video. Ở đây mỗi ngày nó sẽ có một chiếc video mới thì chúng ta cần phải xem xong thì mới mở được thẻ nhé. Cái này thì ngày hôm nay nó sẽ không cần phải cho chúng ta xem video mà nó chỉ là đăng ký kênh thôi. Nhưng mà cái này thì mình đã đăng ký trước rồi, nên là bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để claim phần thưởng là 2.500 cái nhiệm vụ xem video này. Chúng ta sẽ claim xong thì sẽ mở thẻ của ngày hôm nay. Các bạn chờ một chút cho hệ thống nó lát nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào chữ claim. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào dấu hỏi ở trên này. Ở đây thì nó sẽ có bảng mã thẻ này. Và thẻ đầu tiên thì sẽ là chiếc thẻ này nhé. Và đây là thẻ số 2 này. Đây là thẻ số 3. Như vậy là mình đã mở 3 chiếc thẻ thành công để nhận được 10.000 điểm xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Time Farm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục kiếm này và nhấp vào mục lời tiên tri của thời gian, nhấp tiếp vào cái quyển lịch này. Và chúng ta sẽ nhấp vào 2024, kéo lên để chọn 2020. Và chúng ta sẽ nhấp mũi tên quay trở lại tháng 8 nhé. Và sẽ chọn ngày mùng 1. Nhấp tiếp vào mục set này. Kết quả sẽ là mùng 1 tháng 8 2020, chúng ta nhấp vào kiểm tra ngày. Như vậy là mình đã nhận được phần thưởng là 100.000 xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Spell Wallet. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tap vào quả trứng này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục điểm danh. Nó sẽ tự động nhé, nó chuyển vào cái mục điểm danh hàng ngày. Chúng ta sẽ nhấp vào đây điểm danh. Rồi các bạn sẽ nhấp vào mục Quiz ở bên dưới này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục Daily ở đây. Thẻ đầu tiên sẽ là mắt xanh. Thẻ thứ hai là cây bút này. Thẻ thứ ba là pha lê tím, thẻ thứ tư là đầu người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Card ID Pau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ claim cái phần thưởng đào coin tự động này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào mục zone ở đây. Thẻ đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm ở trang số 1 và đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Rồi chúng ta sẽ tìm chiếc thẻ số 2. Nắp phi. Đây là thẻ thứ hai các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ vào trang số 2 luôn này. Và đây là chiếc thẻ số 3 của ngày hôm nay. Như vậy là mình đã mở 3 chiếc thẻ thành công để nhận được 7.500.000 xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Mazo. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấp vào mục điểm danh hàng ngày nhận thêm phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục game. Và các bạn sẽ nhấp vào mục play ở trên đầu này nhé. Đây sẽ là chiếc thẻ đầu tiên. Và đây là thẻ số 2 này. Đây là thẻ số 3. Thẻ số 4. Chúng ta sẽ nhấp vào mục check để kiểm tra và nhận phần thưởng 5.000 xu nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp mũi tên quay trở lại vào mục earn này, làm thêm hai cái nhiệm vụ follow tài khoản TNE. Rồi các bạn sẽ thả biểu tượng cảm xúc ở đây. Chúng ta sẽ quay trở lại để nhấp vào mục check nhận phần thưởng. Tiếp theo thì đến với cái mục là share cái bản tin 24 giờ ở trên Telegram. Các bạn chỉ cần nhấp vào sau đó thì quay trở lại thôi là chúng ta check là được nhé.
Đây chúng ta sẽ nhấp vào mục check này. Đây các bạn sẽ nhấp quay trở lại trên đầu này nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục check. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án HoldCoin. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục earn ở bên dưới này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục Dyni ở đây. Chúng ta sẽ nhấp vào mục Claim. Và đây thì các bạn sẽ chọn cái mục là HoldCoin 20 cái điểm này nhé, chứ không chọn bên 200. 200 này chúng ta phải xem quảng cáo mà nó không trả đâu. Rồi chúng ta quay trở lại. Bây giờ thì mình sẽ xem cái bảng mẫu của ngày hôm nay. Đây là cái bảng mẫu của ngày hôm nay, thì các bạn sẽ sắp xếp lần lượt cụm từ số 1 cho đến số 12 theo đúng bảng mẫu này, thì chúng ta sẽ nhận được là 1.000 cái điểm Diamond nhé. Bây giờ mình sẽ vào trong tài khoản để thao tác. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào mục Pack này và chúng ta vào mục Hold Box. Với ô số 1 của mình thì sẽ chuyển từ số 9 lên. Số 2 chuyển từ số 10 lên. Số 11 chuyển lên số 3. Số 6 chuyển lên số 4. Số 5 thì chúng ta sẽ chuyển từ số 7 lên. Và số 6 thì chuyển từ số 10 lên. Số 7 sẽ chuyển từ số 10 sang số 7 này. Và số 10 lên số 8. Số 10 sang số 9. Số 12 lên số 10. Và bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào mục check để nhận phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở lại cái giao diện. Ở cái mục này thì chúng ta sẽ nhấp vào mục Diamond này nhé. Ở đây thì sẽ có 3 lượt quay số này. Các bạn sẽ nhấp vào đây để chúng ta quay số. Quay số ngẫu nhiên và nó sẽ trúng cái phần thưởng là cái đồng Diamond này. Khi các bạn quay hết rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái đồng xu chúng ta đào được để chúng ta quay nhé. Thì nó sẽ tốn chi phí mỗi một lần quay này, nó sẽ trừ cái số điểm xu mà các bạn đang khai thác được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Gamecoin. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào mục Dyni và chúng ta sẽ claim điểm danh hàng ngày nhận thêm phần thưởng. Và đây là cái mã code của cái dự án Gamecoin ngày hôm nay. Các bạn lưu ý là với những cái dấu gạch ngang này thì các bạn sẽ nhấp nhẹ tay trên màn hình và giữ hơi nâu một chút rồi chúng ta buông ra. Còn với dấu chấm tròn thì nhấp nhẹ tay và buông ra luôn. Bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn thao tác. Đợt này cái con này nó ra cái mã code nó khá là dài nhé. Đây chúng ta sẽ nhấp vào mục Dyni code này. Và ô đầu tiên chữ bờ sẽ có một gạch ngang 3 chấm tròn. Chữ N sẽ có một chấm tròn, một gạch ngang, 2 chấm tròn. Chữ Y ngắn sẽ có 2 chấm tròn. Chữ N sẽ có một gạch ngang, một chấm tròn. Chữ giờ sẽ có một gạch ngang, 2 chấm tròn. Chữ E có một chấm tròn. Chữ giờ sẽ có một gạch ngang, 2 chấm tròn. Như vậy mình đã mở khóa thành công để nhận được là 1 triệu xu. Tiếp theo chúng ta vào Dyni Combo. Và chúng ta sẽ mở thẻ trang số 1 trước. Đây sẽ là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay, nhưng mà chiếc thẻ này của mình nâng đến level 43 nó tốn quá nhiều xu, mình không đủ xu để mở. Bạn nào có đủ xu hoặc mới nâng ở level thấp mà các bạn vẫn mở được ý, thì chúng ta sẽ mở 3 chiếc thẻ combo của ngày hôm nay là 3 cái ảnh mẫu này đây các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Virtus. Đầu tiên thì chúng ta sẽ claim cái phần thưởng đào coin. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mũi tên bên cạnh này. Thẻ đầu tiên sẽ là chiếc thẻ này, thẻ thứ hai vẫn là thẻ này và thẻ số 3, số 4 là chiếc thẻ này nhé.
Như vậy là mình đã mở khóa thành công để nhận được 16,3 cái đồng Vertus. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Pixelvert. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấp vào yêu cầu bồi thường để nhận phần thưởng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mục phần thưởng bên dưới này. Và chúng ta nhấp tiếp vào mục phần thưởng ở trên. Nhấp vào mục chơi. Thẻ đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là chiếc thẻ này. Và đây là thẻ số 2. Thẻ số 3 này. Và đây là thẻ số 4. Chúng ta nhấp vào kiểm tra. Nhấp vào yêu cầu để nhận phần thưởng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dự án Owners. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục mật mã. Cụm từ đầu tiên sẽ là 8926. Chúng ta chờ nó tích xanh xong thì sẽ nhập cụm thứ hai là 251. Và cụm thứ ba sẽ là 683. Rồi chúng ta sẽ nhận phần thưởng là 500 cái đồng ONX. Nhấp tiếp tục này. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn mở thẻ combo và mật mã của 11 dự án. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.